rồi, chưa có lạnh không biết. Con đi tìm cho mẹ mấy cái khăn nào. Ôi dồi ôi, sao hai chị em lại đổ nâu chị tắm thế này. Ngồi yên để mình xem nào. Bình ơi, có khăn cho con. Có khăn chưa? Đây mẹ bạn, đem đây mẹ nào. Con đi mua pha cho em hai bình sữa ấm nhé. Đừng có mở ra. Đây mẹ bấm hai đứa nè. Trời ơi, mẹ quét sân ở bên ngoài trời lạnh nên mẹ mặc áo này mà hai đứa đi chui nhau đi tắm. Rồi, mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi. Rồi, con ơi, cô đi xuống nè. Đấy, ướt hết đồ mẹ rồi này. Đi qua đây mẹ lau cho nha. May mà tắm nước ấm á. Nào, đi qua đây. Đấy, mẹ ấm hết đi. Con nói ôi hết sữa seri rồi. Bây giờ mình phải đi lấy bình sữa cho mon mới được. Được rồi. Tự nhiên lại rủ nhau đi tắm thế này hả? Nè, đưa mày lau cho Mon nhé. Bây ngồi yên nè, đi vào đây. Rồi, đưa mày tắm, mày lau cho khô để cho để nó lạnh nha. Coi chừng nó bị cảm lạnh đấy, nghe chưa? May mà cô Vi cũng biết đường mà nước ấm để tắm cho em ấy. Không em còn nhỏ là em bị cảm lạnh là dễ ốm lắm đấy. Mẹ ơi, đồ của cô Vi với con này mẹ. Đưa đây mẹ cảm ơn nhiều nhá. Thế con chuẩn bị sữa cho em xong chưa? Thế con đang mang ra sữa ra chỗ cái ghế sofa đi, tí nữa mẹ em pha nhá. Rồi nhỏ là mẹ cảm ơn nha. Rồi bây giờ nằm xuống này mẹ mặc đồ nha. Đi nằm xuống này. Thôi sữa cô Vi cũng nguội lắm rồi. Bây giờ mình lấy nước cho cô Vi. Thank you.
cho chị Cô Bi nha. Chết rồi, mẹ mua cái miếng này cho chị Cô Bi là to rồi. Mẹ Bi ngồi yên con. Mà không trêu chị Cô Bi nào. Mà ngồi yên nhé. Mong mong trêu con, mong trêu con, mẹ biết rồi. Rồi, 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 rồi. Nhanh nha, nhanh đi ra uống sữa với anh Bình nè. Anh Bình pha sữa rồi nè. Cô đứng lên đi hai đây. Đúng rồi, cái hùng nha. Rồi, ok. Tay đâu? Rồi đẹp rồi, hai chị em sạch sẽ rồi. Giờ ra uống sữa nha. Không có nghịch gì nữa hết nghe chưa. Ra uống sữa về chơi với anh Bình. May mà cái anh Bình thấy chứ không là ngâm trong đó là uống luôn đấy. Rồi đi ra đây. Đi. Đi thôi. Bây giờ con cho Mon uống sữa cho mẹ với, để mẹ cho Cô Vi uống nha. Này con ẵm vào em đi. Của Mon đây, của Cô Vi đây. Mon uống rồi, cho Mon. Sữa anh Bình pha đây, sữa ấm đấy. Anh Bình giỏi quá trời giỏi luôn, hôm nay anh Bình lớn lắm rồi á. Con pha bằng sữa Vaseline á phải không? Dạ. Mon uống giỏi rồi nè. Ôi mồ, Mon uống sắp hết rồi. Ngon không Mon? Chắc là ngon. Chắc là ngon. Con nâng cao lên cho em nha. Cô Vi uống hết rồi nè. Các em đi tắm lạnh vô mà có một ly sữa ấm uống này sẽ rất là khỏe đấy. Rồi được rồi, hết rồi. Ở đây, mình ôm. Bây giờ đợi Mon nha. Đợi Mon xong rồi chơi với anh Bình nha. Ngon không Cô Bi? Ngon chứ, ngon nhất. Con cảm ơn Bình đi. Cảm ơn Bình đi. Gì đây con? Hả? Muốn xin cái gì? Đi chơi á. Muốn đi chơi á. Mẹ cho đi chơi đi. Đi chơi cho mẹ làm nhé. Đi đi.
moments later. Thank you.
Ủa, cô đi hả hả? Đi chơi về rồi à? Sao lại thay đồ này rồi? Hả? Đồ cũ của con đâu? Sao? Hả? Đồ cũ đâu? Đi ra đi chơi đi, mẹ đang ráng bánh có dầu nguy hiểm á. Đi ra ngoài ngồi sâu thăm ngồi chơi đi nhé. Quần này nó rách tươm thế này hả? Hả? Đi chơi về mà sao cái quần nó rách tươm thế này mà con không nói với mẹ mà con lại giấu đi dưới cái ra giường để mẹ thay cái ra giường mẹ thấy mẹ phát hiện ra này hả? Tại sao? Ừ? Rách quần thì cứ nói mẹ thôi chứ có sao đâu. Hàng ngày mẹ thấy cái bộ đồ khác mà mẹ hỏi thì chả có phản ứng gì. Bữa sau là phải nói mẹ để mẹ biết mẹ xử lý nghe chưa? Cái quần như này chắc cũng chả khâu lại được nữa rồi. Con ơi, xuống đây con. Con đi đây. May mà mẹ mới mua cho một đống đồ mới ấy, chứ không là không có đồ mà mặc đâu nghe chưa. Con đi chơi con phải cẩn thận, con trèo cây cẩn thận chứ rách tung hết rồi. Ôi trời ơi. Tiếc cái quần chưa, cái quần này đẹp có chữ Kobe nữa nè. Thấy không? Này,
nay rất mừng nhưng mà không nói với mẹ, là mẹ không, mẹ bỏ qua, mẹ không giận nha. Nhưng mà hôm sau con phải rất mừng là con nói với mẹ để mẹ có cách mẹ xử lý nha. Được chưa? Bây giờ bánh nguội rồi, thì bây giờ mẹ lấy hai chị em ăn nhé. Nhá, được không? Nào ngồi đây mẹ đây, mẹ đi cất cái quần này đi rồi mẹ lấy bánh cho. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, xuống. Mon đi mẹ hả? Đi sang đây. Đây mẹ đi này, bánh nguội đây này. Bắp mẹ làm đấy. Đây cho con này, cho Mon này. Mon đi mẹ lấy nhỏ ra cho dễ lấy nè. Ngon. Ừ. Ngon nhỉ, bánh ngọt thơm lắm. Ừ. Em Mon ngồi xuống đây. Đây, Mon ngồi xuống đây. Đúng rồi. Bi ăn nhanh thế, bi chèo cây về bi đau bụng à. Ừ. Đây cho con một miếng to này. Mon ăn đi. Ngon bê. Ừ. Bây giờ mẹ đang có một đống việc đây này, thấy mẹ đang xếp đồ không? Không đi chơi được nha. Bi ơi, này, Bi cầm cái mũ bảo hiểm đi cất cho người kia cho mẹ đi. Nè, cầm cất cho người kia cho mẹ, thế này. Thank you.
rồi. Đấy gì đấy. Đi ra chơi với chị Cubi nhé. Nhé, đi nè. Xong rồi lấy giấy vệ sinh băng thế này hả? Đâu hả? Mày bóp sao bóp chân cho cô Bi nha. Này. Hay là mà hôn một cái cho nó khỏi nha. Ừ. Nào. Nè, đưa mẹ ẩm nè. Úi dồi ôi, đau chân thế này đây. Ừ, đau chân thế này hả? Buồn cười thế. Đau chân gì mà buồn cười thế. Ai bật, ai băng cho con này hay con tự băng ha? Ừ. Hết đau chân chưa? Ôi trời, lấy cục giấy vệ sinh của mẹ ra thế này nè. Ngực thế. À, xong bóp chân nhá. Nhờ. Hôn chân nhá. Hôn chân nhá. Hôn chân nhá. Ô, ô. Hôn chân nhá. À, mẹ yêu nhá. Hay là tại vì nãy vô phòng rủ mẹ đi chơi mà mẹ không đi, xong rồi thế là giận dỗi, thế là tìm cách để cho mẹ quan tâm đúng không? Ừ, để cho mẹ, mẹ yêu đúng không? Mẹ yêu con mà, mẹ yêu con với Mon như nhau mà. Nhá. Nè, nằm xuống đây mẹ bóp chân cho nhé, cho nó đúng đầu chân nhé. Nhá, mẹ yêu nhé. Nào, hai chị. Ý, massage cho con Bi nhé. Nằm yên, nằm yên. Mẹ yêu con Bi mà. Nhờ. Nè, cảm ơn cho con Bi này. Massage này, sướng chưa? Đã quá, đã quá. Đã quá. Ý, em cũng massage cho con này. Em massage mông. Ít, mình sẽ ít ở đây, ở đây. Ủa, Mon ơi, lại đây. Mon ơi, đây. Em cho Mon ngồi đi nha. Hết đau chân chưa? Ừ. Hết đau chân chưa? Cắt móng tay cho sạch sẽ nha. Ngồi yên đi con. Rồi, ngồi yên, ngồi yên. Ngoan nha. Nào.
Ô, Bi ơi. Sao á? Sao? Ra đây mày xem nào. Sao? Sao lại cầm cái áo này đây làm sao? Cái áo này có vấn đề gì đâu? Sao con lại đem cái áo này ra đây làm chi? Hả? Nó có sao đâu? Đang còn đẹp mà. Con đem mua cách cho mẹ đi chứ mang ra đây là tí nữa là lạc mất ấy nha. Đây, đây Bi ơi, con mang qua nhà con cách cho mẹ đi chứ để lạc á, đi. Bộ này đẹp quá nè cô Vi này. Nè, ý thấy đâu? Con lướt đi. Nè, con lướt đi. Đúng rồi, đấy. Con thích bộ này không? Bộ này mang cho Mon dễ thương này. Đấy, bộ này có hình như Mon cho Mon này. Để mẹ lựa cho vài bộ may ba bộ quần áo với lại hai bộ váy được không? Ừ. Được không Vi? Được không? Thế bây giờ mẹ lấy đồ mẹ đo để may đồ cho con nha. Nha, ok không? Không cắt quần áo nữa nghe nha. Nào ngồi đây đợi mẹ tí nào. Nào ngồi đây con xem đi, con ngồi đây con xem đi. Rồi mẹ đi lấy thước mẹ đo cho. Thank you.
35 cm, chiều cao là 35 cm, tại vì đau ở cổ nè. Đứng yên, đứng yên. Vòng cổ là 13 cm. Ngồi, con ngồi yên nào, con Vi nào. Lớn quá rồi. Mình là 1 36 cm. Trời ơi, nay cô Vi lớn quá rồi cô Vi ơi. Í, trốn đồ quá rồi. Mon ơi, lại đây. Mon ơi. Nhưng mà mẹ may đồ này á là phải 1 tuần hoặc là nửa tháng mới có nha. Con chịu khó mặc lại mặc đồ cũ một mấy hôm nha. Rồi khi nào có thì mẹ cho mặc đồ mới nhé. Được không? Ừ. Được không? Thank you.
chưa em hiểu. Ôi trời ơi, cô Vi lại đang, cô chừng làm đâu em? Tại sao hai đứa lại lần lôi mèo con lên đây hả? Trời ơi, nãy giờ chắc là Ali đi tìm con Ali lắm rồi đấy. Nào, hai đứa hư lắm nha. À, hai đứa phải đi xuống xin lỗi Ali đi. Nghe không? Nghe không? Tí nữa mẹ, bây giờ mẹ đem mèo con xuống cho Ali, xong rồi tí nữa hai đứa phải xuống xin lỗi Ali nghe chưa? Nhớ không? Không có được đem mèo con lên đây. Hai đứa thích chơi với mèo con hả? Để khi nào mà mèo con lớn lên rồi mới được chơi nghe chưa? Nghe chưa? Cô Vi nhớ chưa? Cô Vi đi nhớ chưa? Ừ? Mon nữa nghe chưa? Nào bây giờ hai đứa ngồi đây để mẹ đem bốn em mèo con xuống cho Ali nào, cho để Ali đi tìm này. Rồi xuống đây. Mon đi, Mon ngồi đây. Rồi Cô Vi ngồi đây với Mon này. Nhớ mẹ dặn đó, nghe chưa? Ôi dồi ôi, em yêu ơi. Mẹ đưa em xuống đây nhá. Vậy sao mà hai đứa còn lấy mẹ con đi là mẹ phạt nha. Mẹ phạt hai đứa luôn nha. Mẹ bảo vệ cho Ali mà nha. Thank you.
giờ mình sẽ ngủ thôi. Mẹ ơi, chúng con đi chơi một tí nha mẹ. No. Lên với em. Hai đứa giống như kiểu là không.
không rời xa mẹ được đó nha. Nào, Mon nãy giờ đi với mẹ rồi, bây giờ cho cô Vi chơi với Mon nhé. Nhá. Nãy giờ Mon đi làm việc với mẹ, đi nhổ cỏ với mẹ. Nha. Dạ, cô Vi chơi với Mon nha. Cho cô Vi ôm Mon đấy. Mon chơi với chị cô Vi đi. Chị cô Vi nãy giờ ở trong nhà có mình buồn thiêu à. Nên chị cô Vi lại lấy áo của anh mình ra, anh kiểu cô Vi nghịch này chứ. Anh mình đi về học về mà không chơi với con, đi chơi với bạn rồi cô Vi nhờ. Anh mình đang tuổi chơi nên anh mình thích đi chơi đó. Nào bây giờ cô Vi với Mon ngồi đây chơi nha. Mẹ đi nấu cơm nhé. Ok không? Việc cô Vi giỏi mà, cô Vi ăn ngoan nha.
Nguyên xong chưa ta? Cô Bi ơi! Ủa, nãy mới mua ăn sữa chua ở đây mà đi đâu rồi ta? Cô Bi ơi! Em đi đâu rồi? Cô Bi! Mới ngồi ăn sữa chua ở đây. Ủa cô Bi, sao em lại tắm ở trong đây? Đợi chị một tí nhá, để chị ăn lấy khăn đã. Em đi giặt áo hả hay là làm sao? À chắc là mẹ ăn sữa chua xong rồi là bẩn áo đúng không? Thế để chị Trang giặt cho nhé. Nhé, ngồi đây đợi chị Trang giặt cho. Thế mà không gọi chị Trang đi giặt cho mà tự đi giặt cho mình cô Bi. Tự biết giặt áo đấy hả? Cô Bi giỏi quá ai. Thế cô Bi đã tắm sạch sẽ chưa? Thế bây giờ chị Trang quấn khăn cho cô Bi đi vô nhé. Bây giờ để khăn để áo đi rồi xíu mà chị Trang lại em ăn đi phơi. Bây giờ chị Trang quấn khăn cho Bi đi vô nhá, cho đỡ lạnh nhé. Rồi.